bền vững, tròn tròn, da trắng. Người yêu của em thì dễ nhìn, tròn tròn cũng được. Nhiều ký. Chắc là trên 80 đi. Trên 80 đi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ thì bạn nam bạn nữ đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình, nói lớn lên để cho đối phương nghe rõ nha. Mời bạn nam. Xin chào các bạn, mình tên là Bùi Hoàng Hải, năm nay mình 25 tuổi. Công tác hiện nay của mình là làm bên công tác đoàn thanh niên ở phường. Phường nào bạn? Phường 7 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các khán giả và bạn kế bên. Em tên là Phương Hồng Duyên. Em năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang bán các thức ăn vặt online trên mạng ạ. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả bạn? Dạ, em ở quận 11 ạ. Thì cũng gần nhau. Bên 10 bên 11. Quận 10 qua 11 sát bên. Còn người đi giao hàng phụ không em? Dạ, hiện tại thì cũng đang hơi bị thiếu. À, được rồi, để bữa nay chị tuyển giùm cho em. Rồi, mình nói chút xíu về lý lịch tình yêu của mình bạn. Chỗ bản thân em thì trải qua được 2 mối tình. Đó, thì đến hiện nay thì ế vẫn là ế bình vững. 2 mối tình. Dạ. Mối tình mà gần đây nhất. Gần đây nhất thì cách đây cũng được 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi. Dạ. Rồi, bây giờ mình đã chấm dứt cái chuyện cũ hết chưa? Còn vương vấn gì nữa không em? Dạ hết rồi chị ơi. Rồi bạn nữ. Dạ. Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ thì trước thì em đã có 2 mối tình cũng giống nhau. Dạ. Luôn ha. Mối tình gần đây nhất để chấm dứt đây 2 năm. Mình làm cái việc bán hàng online này lâu chưa? Dạ lúc trước thì em có làm cán bộ khoa phương pháp đội của nhà thiếu nhi quận 11. Trời ơi, bên đội bên đoàn nữa, hợp quá rồi. Vậy là mình sẽ cảm thông được cái công việc của nhau. Dạ. Đúng không? Rồi mình sao tự nhiên mình nghĩ rồi mình làm? Dạ thì công tác đội thì đi nhiều hơn. Nhà cũng neo đơn, có ba mẹ con, bố em thì mất rồi. Nên là em ở nhà em buôn bán, em tự kiếm thêm. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, người mẫu bạn trai của em là tròn tròn, da trắng. Có tròn, hơi trắng trắng. Dạ, rồi đặc biệt là không hút thuốc. Không có hút thuốc. Dạ. Hay không quá. Có. Rồi gì nữa? Dạ, phải năng nổ, biết kính trên nhường dưới, lãng mạn. Cái người là công tác đoàn đội. Biết hát nữa. Đương nhiên phải biết hát rồi. Quá giỏi luôn. Em ơi, hát được mà hát không hay được không em? Dạ được anh. Rồi bạn bên đây, bạn muốn người yêu của bạn sao? Người yêu của em thì dễ nhìn, tròn tròn cũng được và không quá tròn lắm. Nói chung là chiều cao thì em không có quan trọng. Dạ, nói chung là nói chuyện quan trọng là không quá tròn lắm thôi đúng không? Nói chuyện thì dễ thương và biết lắng nghe. Nhưng mà bây giờ tròn cái tròn lắm của em là khoảng nhiêu, hoặc là thí dụ như ai là tròn lắm thì nhiêu ký? Tròn lắm thì theo em thì chắc là trên 80 đi. Trên 80 đi. Trên 80 hả? Dạ. Giác được chị. Phải chín ký hả cưng? Dạ, 79,5 kg anh. Rồi bây giờ hai bạn cũng còn trẻ nè, người mới 25, người 23. Dạ. Bây giờ bao lâu rồi mình tính tiến hôn nhân được? Dạ nếu như mà hai bên hợp nhanh thì 1 năm, 2 năm. Chậm thì cỡ 3-4 năm. Bạn trai thấy ý kiến đó làm sao? Theo bạn bao lâu rồi tiến tới hôn nhân được? Thì theo em thì cũng giống như bạn Duyên thôi, thì cũng 1-2 năm là đúng á. Tại năm nay em 25 thì 1-2 năm nữa. Thì công việc của em với bạn Duyên nếu mà ổn định thì nếu mà hợp thì cũng có thể tiến tới. Thì nó là đủ thời gian chín mùi hơn. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói dối, không trung thủy. Rất đơn giản ha. Em đơn giản. Rồi trước khi chị qua chị coi mặt bạn nam, chị hỏi lý do tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tại nhà em nó có cái khuôn hay sao chị? 28, 29 mới lập gia đình không mà. Nên em cũng hơi sợ. Là em muốn lập gia đình sớm hơn đúng không? Giống như là giờ mình tìm hiểu rồi, tới đó là vừa rồi chị. Với lại tính chất công việc của em hiện tại bây giờ thì em cũng làm ở nhà, xong rồi em đi giao hàng, rồi nói chung là cũng quay quần ở trong nhà không, mình cũng không tiếp xúc nhiều. Mà khách hàng của em cũng toàn là nữ chứ không có nam, không có cơ hội. Dạ. Để mà tiếp xúc nên. Dạ, cũng sợ rồi, bị ê sắc ế. Dạ đúng rồi. Phải nhờ chương trình đúng không? Dạ. Bạn nam, sở thích của bạn là gì vậy? Sở thích của mình cũng nhiều lắm. Thì nam thì chắc chắn là cũng phải có mê chơi game mà đúng không? Rồi đi chơi, đi dạo, ăn uống. Có thích ăn vặt không? Ăn vặt hả? Không. Nhưng vậy mà ăn miếng cũng được, như vậy mới dám chọn không ăn. Anh sai rồi. Phải rồi, nãy giờ không chú ý lắng nghe rồi. Người ta bán đồ ăn vặt mà không thích ăn vặt là sao? Em nói rồi, không ăn bánh em đâu bán bánh tráng trộn đâu. Bán lẩu câu này kia nữa. Lẩu câu này nữa. Mình có tật xấu gì không? Tật hay quên đó chị. Để quên đồ này nọ.
Rồi mình chuẩn bị gì để cho cái tương lai sau này mình lấy vợ chưa? Mình có định hướng trước chưa? Dạ thì em có để dành tiết kiệm để mà hướng tới. Còn nếu mà có mục đích rõ ràng thì mình sẽ có cố gắng hơn. Dạ. Để dành cũng được mấy triệu rồi đó. Mình có phải làm dâu gì không bạn? Làm rể chứ chị, em phải làm dâu. Làm rể hả? Dạ không, vậy là hỏi làm dâu em ý là hỏi là giờ lấy vợ thì vợ có phải làm dâu không á? À, dạ có chứ. Hiện giờ nhà có nhiều người không? Dạ nhà em thì em đang ở bà ngoại thôi. Ủa? Dạ mẹ em mất sớm. À dạ. Ba? Ba ở quận 12. À dạ ở với ngoại. Dạ dạ. Vậy dạ, ra tôi ngoại được không em? Dạ chắc được, tại sở trường của em là nấu nướng các kiểu. Đúng rồi. Qua coi đàn gái sao anh nha. Coi giùm em đi anh ơi. À trời ơi chào em. Gì mà trời ơi dữ vậy? Bình thường thôi. Dễ thương mà, để anh thử rau câu về khả năng làm thế nào rồi nhắm tính nha. Nhắm rau câu ngoại ăn được không? Không, ngoại cho ăn được á. Dạ em mời chị Cát Tường. Rồi, thấy chưa? Ta qua đứng thôi rồi đề nghị ăn, mời Cát Tường trước à. Dạ em mời anh. Cảm ơn em nha. Ngon. Với là mời anh kế bên. Kế bên nó khoan ăn. Dạ mời anh Hải. Ừ. Ngon nha. Để anh Quyền ăn trước đi, ăn nha. Sau. Cảm ơn ngon, em. Ngon, ngon. Anh mời anh kế bên giùm em một cái. Chừng nào nó lấy được vợ mới cho ăn. Bây giờ à, em nói cho anh bên kia nghe. Dạ. Là mình có những cái tật xấu gì không? Dạ. Thì em hả, nóng tính, hay mít ướt á, giống như là dễ xúc động vậy á, coi phim á, giống như nghe người ta hát mà thấy xúc động á cũng khóc suốt. Tình cảm, con người dạ, tình cảm. Rồi. Wow, có nguyên hộp bánh luôn ta. Không có được ăn đâu. Từ từ, tôi đi kiếm vợ trước ăn sau. Hôm nay có đi với người thân không? Dạ có anh, chị em. Chào chị. Chị ruột hả chị? Dạ em chị. À dạ. Chị ruột đẹp quá ha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Thì em của em trai của em rất là hiền, ít nói, nhưng mà trong công việc thì rất là năng động đó, cho nên là em thấy bạn này có vẻ nó tương đồng với em của em, cho nên là vui, dí dỏm và lanh lợi nữa. Rồi xong vậy là ổn rồi đó. Rồi mình có đi với ai không em? Dạ em đi với chị em với lại bạn. Chị ruột luôn hả em? Dạ chị cách nghĩa của em. Dạ. Chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Dạ. Chào bạn. Rồi chị nhận xét anh bên bạn. Dạ bạn nam em thấy là cũng rất dễ thương, với lại cái về cái công tác đoàn thì em cũng có thực làm qua, nên em biết là chắc hai người cái tính cách cũng sẽ hợp nhau. Rồi giờ hai bên đồng ý hết trơn rồi, giờ ăn thua là hai mình. Đúng hai rồi mình thôi, thôi kéo màn lên cho. À, hai kéo màn lên coi bạn bên kia có khả năng có cơ hội ăn bánh ăn rau câu không nha. Rồi kéo màn làm sao thuyết phục nha. Rồi mình tự quay qua mình tự làm luôn, bắt đầu. Rồi giữ chưa nhiêu ký khai thiệt cho người ta đi. Chào em. Dạ em chào anh. À, đến tham dự chương trình này anh có tặng bó hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng gửi anh. À cảm ơn em nhiều. À. Em hỏi trước à? Em trước. À. Nhiều phụ nữ trước. Dạ. À cảm nhận đầu tiên của anh về em như thế nào? À, dễ thương. Tóc ngắn, hơi chọc. Dạ. Em ở quận 11 là khúc nào? Dạ em ở ngay chỗ hàng Hải Nguyên anh. À, dạ. Anh ở quận 10 thì ngay chỗ công viên Lê Riêng thì à, gần công viên Lê Hiền. Nó nghe nè, vụ dạ. Đó không quan trọng đâu. Bây giờ người ta làm rồi rồi đi chơi rồi rủi cổ mệt thế rồi cổ xỉu rồi có ẩm cổ nổi không? Thì hên xui. Chứ em cũng chưa thử. Giờ thử coi, ẩm nổi tôi mới gả chứ cho ẩm không nổi là rủi đi chơi rồi người ta té để tao nằm đó luôn hay sao? Đâu được chị không đồng ý mà em nó đồng ý cũng vậy chị, đúng không em? Sao anh? Em chưa hiểu. Chắc là chị không cho, nhưng mà em đồng ý em ấn cũng vậy đúng không? Nhưng mà anh nhiều khi anh phải thử chút xíu chứ. Đúng rồi, em đứng anh em mà nãy chuẩn. Anh đứng hả? Nãy anh chuẩn em. Anh mình phải thử hàng có được không chứ trời đất ơi. À, giờ sao chị muốn thử như thế nào? Bây giờ ẩm lên thử có nổi không? Ẩm lên thử nổi không? Chứ. Chắc cũng lè lưỡi à. Cố lên. Được, cũng gọn gàng phải không quý vị? Người làm đoàn làm đội nè, mình hay tổ chức nhiều sự kiện, nhiều cái cuộc đi chơi rồi tổ chức cho người ta không thì mình tính đi tổ chức cái đám cưới mình cưới sao? Tổ chức đại kịch bản mình phải lên đường dây. Em có kịch bản rồi chị. Đâu đâu nói đi, nói demo hết rồi. Đợi, chỉ thế thôi. Demo vô đi. Bên anh á là chủ đạo màu trắng tím, còn bên em chủ đạo sẽ là trắng xanh. Rồi à, nói chung là cái tiệc cưới của mình nó không cần ai hỗ trợ nhiều, chỉ cần một vũ đoàn thôi, còn nhiều vợ chồng mình chơi hết lo hết lộn xin lỗi. Từ biên đạo rồi hát hò đồ. Hát bài gì? Hát bài gì? Bài Mùa Đông của anh đó chị. Mùa Đông của anh. Châu có hát không? Dạ có chứ. Ôi, hát bài gì? Dạ hát bài Cô Dâu. Tao hát sao em hát thử coi. Thử em, anh cũng chưa nghe bài đó bao giờ. Người ơi em mơ
về anh đã bao ngày. Một người yêu em và thương em, chờ anh em đã chờ lâu lắm. Biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Hay, hát hay mà. Rồi, bây giờ mình nói một câu gì thật lãng mạn trước khi bấm nút. Mày đứng dậy tỏ tới, tiến tới, tỏ tình ta coi. Trân trọng. Em làm bác gái. Ôi trời ơi. Ủa, sao mình đồng ý rồi? Nói cái gì đi chứ? Nói rồi. Chưa. Nói rồi. Làm lại. Làm bạn khác nha. Dạ. Bây giờ là giây phút hết sức là quan trọng. Nó không phải là nói chuyện vui nữa, mà giây phút chúng ta quyết định một cái điều có thể tiến xa hơn nữa nha. Chúng ta quyết định bấm hay không bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nào, nắm chặt tay nhau, trời ơi, chú gì nắm rồi. Ông bạn gái rất là dễ thương nha. Rất có duyên luôn. Thôi, hai người này là phải hôn nhau một cái nè. Đấy. Mình có gì đâu. Có gì đâu. Anh hôn nha. Mình xin phép trước chứ hả? Xin đi. Nào, gửi các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật kỹ để chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường đường đó là hôn nhân. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy nắm tay bạn gái. Em thì luôn sẵn sàng rồi chị, mà mong là trước 30. Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là 1 hoặc là 2 năm. Cao trên 1m65, da ngăm. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị. Sợ có từ trắng quá yếu lắm chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Hả Màng. Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, chúng ta nghe các bạn giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Cát Tường rất là xinh. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Mỹ Trinh, năm nay 28 tuổi, sinh ra ở Ninh Thuận, làm nhân viên tư vấn tài chính ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Chào bạn. Em tên là Thái Sơn, quê Sóc Trăng, em đang công tác ở Biên Hòa Đồng Nai. Em đang quản lý một công ty ở Biên Hòa. Quản lý về gì bạn? Về sản xuất các hàng nông sản xuất khẩu. À, nông sản dạ. Xuất khẩu. Mình sẽ chia sẻ chút xíu về hồ sơ lý lịch tình yêu nhé, bạn gái. Dạ, em hồi đó giờ thì cũng rất là ít yêu và em chỉ có trải qua một mối tình thôi. Ê, bạn trai bên kia là mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Trải qua một mối tình rồi chị Tường, cũng chia tay cũng mới cách đây 6 năm à. 6 năm? Dạ. Mới cách đây có 6 năm à. Quen nhau bao nhiêu lâu bạn? Cũng gần 5 năm. Gần 5 năm, dạ. Một cuộc tình rất là dài. Em cũng đã tiến hành cái lễ đính hôn rồi. À. Sau đó lại hủy hôn do cái người nữ đó. Họ có con đường thứ hai của mình thì em cũng tôn trọng quyết định của người ta. Tức là người nữ đã có một người khác. Dạ đúng rồi. Tại sao xa xong 6 năm vừa qua mình chưa tìm được người nào khác hả bạn? Cũng muốn lắm chị. Với sống mà đi làm sao mà thông một mình đôi lúc cũng có những ngày cuối tuần đôi khi cũng muốn đèo bạn gái đi chơi hoặc là ăn quà vặt khắp Sài Gòn mà thiếu điều tại công việc nhiều quá. Rồi. Bây giờ cả hai bạn mình tính thì khi nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được là phù hợp, bạn nữ. Dạ, em thì luôn sẵn sàng rồi chị, mà mong là trước 30. Bạn trai. Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là 1 hoặc là 2 năm chị. Cũng vừa phải vậy. Như bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Cao trên 1m65, da ngăm. Chuẩn. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị. Sao? Cái tường trắng nó yếu lắm chị. Không, vừa không trắng nha. Chưa chắc đi là mạnh đâu em. nhìn cái cảm giác là nó yếu yếu làm sao á chị. Rồi. Dạ. Rồi còn cái gì nữa rồi, không? Rồi đừng có ở dơ chị. Đàn ông hay ở dơ. Đừng có ở dơ. Không có rồi em. Có gì nữa không về vóc dáng mà tướng tá? Dạ là xương to, nếu mà có râu quai nón thì tốt. Trời ơi.
đen rồi râu quai nón nữa hả, xương to giống anh Huyền Linh quá vậy? Dạ đúng rồi, anh Huyền Linh cũng là một cái mẫu của em á chị. Về tính cách có điều gì không? Em sợ nhất là người giả dối, tại giả dối mất thời gian của nhau lắm. Anh có thấy vậy đúng không anh? Đúng rồi. Vậy còn bạn trai, bạn đặt ra cái mẫu người bạn gái của mình là người như thế nào? Cao khoảng 1m6 đổ lại thôi. Còn bạn bè làm ổn định, đó là yêu cầu trước tiên của em. Còn xấu đẹp đối với em không quan trọng vấn đề đó. Về tính cách á thì thứ nhất là phải là người phụ nữ của gia đình, và bên cạnh đó phải là người năng động. Bớt chiều cao xuống chút được không? Dạ được chị. Dạ. Yêu cầu thôi chứ khi mà nhìn nhau rồi tình yêu đến thì 1m1 cũng được. Chỉ nửa mét cũng yêu luôn. Đâu qua nón đâu được kia, đúng chuẩn luôn ha. Trai quá trời luôn rồi, vậy ổn dạ, rồi. Chị. Ở giờ có không? Không, ở giờ thì không có. Cô chị cô ghét ở giờ lắm á. Nhiều khi mình đi làm về cả ngày mệt mỏi đó. Biển tắm luôn không? Dạ không anh. Mình thường ăn ăn tối trước, rồi sau đó mới tắm thì nó hơi chạy xíu. Cũng không sao, miễn có tắm là được rồi. Dạ. Chào anh Huyền Linh. Anh này đàn ông nhìn cũng anh vẫn thích đấy. Bởi vì cái dáng của anh nó rất là phong trần. Dạ. Người rất là năng động, bởi vì quản lý mà vững vàng. Dạ. Rồi đôi mắt rất là đẹp. Mà đúng ý em luôn á, đen luôn rồi quay nón nữa. Em cũng xinh nữa. Hai người lấy nhau rồi để con mắt đẹp lắm này nha. Rồi anh. Cặp này hợp lý. Mình có đi với người thân đi theo hộ. Bây giờ mình hỏi coi ý kiến người thân sao cái đã. Dạ mẹ em phải lặn lội ngoài quê vô luôn á chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ cho chị gặp mẹ đi. Dạ mẹ em. Dạ chào cô. Rồi chào bạn Cát Tường với bạn Quyền Linh. Thì theo như thấy bạn nam ở này á thì được tốt, nhưng mà điều bên ngoài mình nhìn á thì mình thấy chắc là rất là khó tính. Quản lý mà cô phải khó tính lính mới nghe được chứ. Cũng tùy trường hợp thôi cô, tức là khi trong công việc thôi, nhưng mà còn bên ngoài con nói chung cũng rất là thoải mái với bạn bè. Cô sợ về khó tính với con? Dạ, con không có. Hứa ly hứa. Dạ. Mai mốt nếu mà có gì con sẽ gì đó. Dạ con hứa với cô ạ. Hứa sao? Con hứa với cô nếu mà sau này mà con có cọc cằn khó tính với bạn thì cô quánh con hả? Như thế nào con cũng chịu. Ủa mà anh khó tính là khó tính sao mà nó hiện ra nét mặt luôn chứ? Nói chung là khó tính chỉ là trong công việc thôi chị. Chẳng hạn như tôi yêu cầu chẳng hạn sáng nay anh phải làm cho tôi được bao nhiêu đó, thì nếu mà anh ok rồi anh phải làm cho bằng được, nếu mà anh không làm được thì sẽ khiển trách anh. Đúng rồi. Ví dụ như bạn gái là mặc đồ hơi hở hang chút mà móng tay móng chân sơn hay là tóc nhuộm này thì được không? Không, cái đó cũng tùy trường hợp vậy. Chẳng hạn như mình đi dự tiệc thì tất nhiên là mình phải make up, điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà chẳng hạn như mình không thể nào ở nhà mình ra vườn mình sơn móng tay hay là mình kéo chân mày được. Tùy với hoàn cảnh của mình mà mình có cái trang phục kiểu hợp lý. Cũng khó tính thiệt ha. Thôi bây giờ thôi để hai trẻ gặp nhau đi cô ha. Rồi tình hình lên sau chúc cô quyết định nha. Rồi kéo màn lên. Hôm nay là có mẹ bạn gái đi nữa đó. Dạ. Rất là quan trọng ha. Dạ. Nào. Cô gái Ninh Thuận và chàng trai Sóc Trăng, chúng ta hãy gặp nhau. Dạ. Em chào anh. Em tặng bà cho anh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Rượu nho hả Pha? Chưa gì mời anh uống rượu rồi cho anh say xỉn nè. Đặc sản của em á. Rồi. Thấy anh đẹp trai không em? Em thấy về cái độ tiêu chuẩn đẹp trai là ảnh chắc là đạt cũng được 9.5-10 đó chị. Em có hai thắc mắc thôi. Cái thứ nhất, em rất là ngại cái người đàn ông mà lăng nhăng á anh. Có nghĩa là trăng hoa với lại là hả gặp gái là cứ mình không có bắt chuyện, nhưng mà người ta mà bắt chuyện với mình hoặc là người ta trao đổi với mình là thôi rồi luôn. Thì tất nhiên đàn ông con trai thì ai cũng ga lăng. Dạ. Nhưng mà khi mình đã quen một người nào đó rồi á thì chỉ một người đó thôi. Quen nhau mình cũng quen, khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay trời. Dạ không chị. Dạ đúng rồi, em cũng rất là thích những người tính rõ ràng anh. Còn điểm sống mình cũng là gì? Em rất là thích kiểu dáng của mình. Em nhảy khiêu vũ thì rất là tốt. Thì không biết là anh có thích cái thêm môn thể thao này không? Và anh thì trong 72 phép thần thông món đó là anh không biết. Wow. Món nào không biết bây giờ anh cũng không biết tại chỗ không? Hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lì cha đi. Mọi người thấy được không? Nếu mà em đã có hữu ý thì tại sao anh khước từ được? Anh cứ làm theo em rồi, thôi okay. Nhé. Anh bước rồi. Được là em. Rồi, okay. Rồi, ok. 2, 3. Em rồi. Xuống nè. Rồi, anh lên phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì em xuống nè. Rồi. 1, 2. Chân sâu, 2. Rồi, ok. Rồi, chân, đạp 3. Chân ta đó. Đúng rồi, 4, 5. Được không? Em nghĩ là em nhảy cùng chiều với anh đi. Hai đứa nhìn về một hướng nó dễ hơn. 2, 3, 1. Wow. Anh bước cùng chân với em luôn. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Được không anh? Đem lại một lần nữa nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Thôi em nhảy đi em. Mình thôi đi em nhảy đi. Mình em đi em mình ơi. Em đi. Về rồi, em dạy đóng cửa, em dạy ảnh. Em thấy mời mẹ em lên không được không? Được. Em trai, xuống mời nhiều mẹ lên kìa, đứng lên.
Dạ. À, ít thôi nha. Rồi coi, coi mẹ đang học hỏi nha. Cảm ơn cô nhiều. Tại dạ, em cũng rất là muốn mẹ em tập thể dục cho nó khỏe chị. Anh nói là những người, những gia đình mà có đam mê nghệ thuật á, rất là thoải mái. Chưa, nhìn nhau, đang tâm sự mà. Bây giờ hai người có thể trao đổi một số vấn đề về vị đám cưới thế nào. Kế hoạch về tình yêu, hôn nhân, kế hoạch gì đó, hẹn hò. Nếu mà hai đứa sau này mà tiến đến được với nhau á, thì chẳng hạn chuyện con cái thì anh nghĩ nên dừng lại hai con là đủ. Thứ nhất. Thứ hai thì trong quan điểm tình cảm anh thì cũng đơn giản lắm. Thì ai cũng có một cái không gian riêng cho mình ha, không phải lúc nào yêu nhau em cũng phải đi với anh, hoặc là khi mà em đi với người khác anh thấy là này ghen, thì cái đó là đối với anh thì anh rất là thói những chuyện tình cảm. Yeah. Nhưng mà một chữ thì luôn luôn phải có là sự chung thủy. Em thấy rất là bất ngờ khi mà quan điểm của anh có đến khoảng 8-90% giống quan điểm của em. Thì nếu em không ngại mà quê hương anh đứng bằng đồng chua đó, cái đồng anh nghèo cài lên sợi đá thì anh cũng nguyện một lần đưa đón em về nhà suốt đời. Có thời gian. Yeah. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, suy nghĩ và có quyết định bấm nút hay không. Chuẩn bị, để tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay để cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt nè. Và sẵn có mẹ, bạn gái rất ngồi nhanh đây. Lẹ. Chúng ta hãy nói điều gì đi. Con xin phép cô, cho phép con được xin gì? Trời ơi. Vậy là em nghĩ là chắc là chưa được nắm tay đâu anh nghĩ. Nếu mà có thời gian thì những ngày cuối tuần thì con cũng xin phép cô được đưa bạn đi chơi để cho tụi con có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Dạ. Cô thấy sao cô? Thấy cũng đẹp đôi á. Đây những chiếc vé xem phim giúp các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị Tường. Đây còn nữa nha, đặc biệt quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Chúc các bạn sẽ tiến xa hơn được hôn nhân nha. Và cho nên là cái trường cấp không thăm, không nói chung là không liên quan gì. Em có kết hôn một lần năm em 23 tuổi. Trong một năm vợ chồng sinh sống thì chưa có xích mích gì hết. Đến lúc mà em có em bé, anh rất là vô tâm. Và bạn trai đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ Cát Tường sẽ mời bạn gái vào đây để chúng ta bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Rồi, một bước nữa thôi, đến ghế rồi. Mời em ngồi, mở mặt nạ ra đi các bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị, chào bạn nữ bên kia. Em là Phạm Văn Phương, năm nay em 39 tuổi, em ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện là đang là lái xe đăng cho công ty thức ăn gia súc. Em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào bạn nam. Em tên là Nguyễn Thị Phương Loan, em 34 tuổi, em là giáo viên dạy cấp 2, sinh sống và làm việc ở Trân Thành, Bình Phước, quê quán em ở Bình Dương. Phước, quê quán Bình Dương, bên này Biên Hòa. Thế mình cách nhau khoảng bao nhiêu cây số? Cách nhau khoảng 80 cây số. 80 cây số. Thế thì anh nghĩ nó có khó khăn gì trong cái địa lý để mà mình tìm hiểu nhau không? Nói chung nếu mà mình chân thành, mình có một chí hướng thì đối với khoảng cách không là vấn đề. Thế bao lâu thì anh có thể đến gặp bạn gái để mình hẹn hò tìm hiểu với nhau được một lần? Tuần một lần cũng được, hoặc là tùy, ví dụ như tuần hai lần cũng được. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì cũng không có nhiều, chủ yếu là có tài chăm sóc trẻ con, ca hát này, nói chung là nội trợ cũng có thể làm. Càng cái một câu, một khúc, một bài trước tặng bạn gái trước khi mở màn lên nè. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi.
sao chưa thấy mặt mà nghe giọng hát của ảnh thì em cảm nhận anh như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh là một người tình cảm, là giọng hát của anh thật là ấm áp. À, mình có thể đáp lại không? Dạ, em cũng xin tặng chị Cát Tường với anh bài hát là Em Chỉ Yêu Một Người. Wow, rồi mời em. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Em yêu một người, người luôn yêu em và mãi mãi chỉ yêu em trọn một đời. Sao cảm nhận lại? Giọng ca truyền cảm. Hai người trước tiên là thấy âm nhạc là có thể là hợp với nhau rồi đó nha. Về rảnh rồi nó ngồi song ca được. À được. Có thể nấu cơm mình song ca được. Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì? Dạ điểm mạnh của em là em thích hát, vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính và em rất là mê ngủ. Cứ thời gian rảnh rỗi là em đóng cửa lại em ngủ. Bởi vì vậy em không ít ra đường cho nên em ế đến bây giờ. Tuổi thanh xuân dành chỉ để ngủ ha. Thôi bây giờ ráng chịu khó ha, ra đường ha, tiếp xúc bạn bè, rồi hẹn hò nữa chứ ha, mới nhanh lấy chồng được chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ em muốn lắm. Muốn lắm rồi ha. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ nếu được có thể khi thấy được là ngay luôn chị. Rồi bây giờ mình vô tiền tình yêu nha. Tình sử của mình như thế nào anh? Em có lỡ một chuyến đò rồi, thủ tục xong là hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi. Mình mối tình đó kéo dài bao lâu? 5 năm. 5 năm. Không sống chung thì 4-5 năm rồi. Không sống chung 4-5 năm. Nhưng mà thủ tục thì hơn 1 năm nay. Có con chưa? Có một bé gái thì nó đang nuôi 7 tuổi. Thế là mẹ có hay thăm con không? Không. Em nuôi từ bé giờ cho nên là bé theo em. Không thăm, không gì, không gặp, không gì luôn. Không trợ cấp, không thăm, không nói chung là không không liên quan gì. À, không liên quan gì cả. Nuôi con một mình có vất vả gì không? Thì chắc chắn là vất vả rồi. Em thấy một mình em sống còn vất vả thì không hồi thêm đứa con nữa. Thế hiện tại là em đang sống với con với ai? Thì có 2 cha con thôi. 2 cha con thôi? Dạ. Thế những lúc em đi làm thì con như thế nào? Con em gửi dịch vụ. Cụ thể câu chuyện của mình như thế nào mà có bé rồi vẫn phải chia tay? Mới thì là nó là màu hồng lắm, nhưng mà càng ngày thì nó lòi nhiều cái quan điểm trái chiều nhau á. Cụ thể ví dụ là cái gì? Cụ thể là thứ nhất là vợ là không có tâm sự, cũng không nói, cho nên là mình cũng không biết được là quan điểm của người vợ nó như thế nào. Trước đây là hai vợ chồng học chung cấp 3. Vậy là đáng lẽ phải hiểu nhau chứ ta. Thế mình nghĩ trong câu chuyện đó mình có lỗi gì không? Lỗi của mình là cái gì? Em cũng không biết, tại vì vợ không nói thì em cũng không biết được là mình lỗi gì. Tại vì thì đi làm về thì lo gia đình, rồi lo chăm con cũng như bao người khác. Mình không có nghiện ngập, không rượu chè, không cà phê, không tệ nạn. Mình có đủ sự quan tâm dành cho vợ mình chưa? Đủ, có đủ quan tâm. Hiện tại cô ấy có đối tượng mới chưa? Có chồng chắc giờ sinh con rồi. Vậy là câu chuyện chia tay của hai bạn là do cá nhân hai bạn hay mình có nghĩ là do đối tượng thứ ba xuất hiện gì không? Quá trình ly thân thì vợ có sống chung với một người. Thì em vẫn sang thì vẫn đưa con sang thăm thì vẫn thấy người ta thể hiện tình cảm. Em cũng không nói gì cả, em chỉ nói là ký giấy ly hôn cho giải thoát cho mà ấy. Ok. Thôi khi đã có người thứ ba rồi thì cũng không nắm níu gì được ha. Còn em gái, tình trường của em như thế nào? Dạ, em có kết hôn một lần. Vậy luôn? Dạ, vào năm em 23 tuổi. Ừ. Trong một năm vợ chồng sinh sống thì chưa có xích mích gì hết. Đến lúc mà em có em bé, anh rất là vô tâm. Anh không có lo cho hai mẹ con em. Bên nội cũng lo rất là ít, chỉ có bên ngoại lo nhiều. Cho nên là hai bên xưa gia xích mích với nhau. Tại sao mà con chung mà bên này lo ít là bên kia lo nhiều. Cho nên tạo cái không khí là ngột ngạt trong gia đình. Cho nên là anh đã vô tâm rồi thì anh càng vô tâm hơn nữa, anh chán hơn nữa. Cái anh bỏ đi, bỏ hai mẹ con em đi 1 năm rưỡi. Sau đó 1 năm rưỡi sau thì anh về. Về thì lúc đó là tình cảm trong em không còn nữa. Tại vì trong thời gian anh đi là em rất là cực khổ, em nuôi con. Khi anh đi thì em ở đâu? Khi anh đi thì em, hai mẹ con em thì ở với ông bà ngoại. Chỉ có nhờ ông bà ngoại thôi. Nhưng mà em vẫn lo con là chính. Nên em rất là cực khổ, rất là buồn tủi, cảm thấy là hất vọng về người chồng của mình. Sau đó anh về thì em cũng có tạo điều kiện cơ hội cho anh. Em cũng thử lòng anh. Em nói là bây giờ anh về rồi thì hai mẹ con em đi qua bên sống với anh, với nội. Thì anh im lặng, anh không có đồng ý. Em thấy là
khi mà anh quay về rồi anh vẫn không sửa đổi, anh vẫn vô tâm như vậy, cho nên là tụi em cảm thấy không thể hòa hợp với nhau được nữa, mà cũng không còn tình cảm với nhau nữa, cho nên tụi em quyết định là chia tay. Bé mình là bé trai hay bé gái? Dạ, bé em bé trai, hôm nay bé 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi? Dạ. Wow, lớn dữ vậy ha. Vậy là mình chia tay được bao lâu rồi em? Ly thân là 11 năm, còn em ly dị là 8 năm. 8 năm rồi, vậy là quá lâu rồi ha. À, mình có còn liên hệ qua lại, có bố nó có thăm nom chăm sóc gì không à, em? Dạ, bố đã có vợ mới, có con được 2 năm rưỡi rồi. Bây giờ từ ngày bố có vợ mới tới giờ là cắt đứt liên lạc với con, chỉ có nửa năm thì gửi tiền cho bà nội cho con một lần thôi, chỉ có bà nội vô thăm con thôi, chứ con không có được nhìn thấy mặt của bố. Mỗi người đều có một câu chuyện ha. Câu chuyện nào thì nói chung đã gãy đổ trong hôn nhân thì câu chuyện nào cũng đáng buồn hết. Và người trong cuộc thì không ai muốn, nhưng mà cái phần số mình đến đó thì mình cũng không biết nói sao. Thôi thì mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau, mình cố gắng chăm nom và dành nhiều cái tình cảm cho một cái gia đình mới, để khi mình đã gãy đổ rồi, mình đã đến với nhau, mình chọn nhau thì cố gắng sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp ha. Nếu mà tiến tới được với nhau thì mình nghĩ có kết hôn, có sinh con nữa không? Dạ, em thích có nhiều em bé lắm chị. Em thích có nhiều, sao anh có muốn nữa không? Có chứ chị, đứa con là ràng buộc, nó sẽ tạo cho mình nhiều cái cảm xúc, nhiều cái tình cảm nó phát triển lên. Bây giờ anh mong muốn tìm một mẫu người vợ trong tương lai là người như thế nào? Giờ mà đòi hỏi thì cũng không được, nói chung là trời cho sao của đấy, hưởng đấy thôi, chứ cái duyên mà chị. Giờ mình bảo lựa chọn như thế này thế kia thì 90 triệu dân là mình đảo đó thì không đủ thời gian mà đảo. Cũng phải có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra chứ, về ngoại hình, về tính cách. Người của gia đình, biết nuôi chờ, cao tầm 1m6 thôi, nặng thì tùy. Còn em gái, em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, người bạn trai của em thì ngoại hình không quan trọng, chỉ cần cao hơn em một tí là 1m6 trở lên thôi. Về tính tình là anh nhậu ít thôi, không có gia trưởng, không có ghen tuông vô cớ. Hãy thử tìm cô ấy đi ha. Tìm ảnh đi, hơi khó đó cưng. Hình chụp bao nhiêu năm rồi? Chắc 20 năm rồi. Trời ơi, đi kiếm vợ đưa tấm hình cách đây 20 năm, ráng kiếm đi cưng. Hãy tìm ra. Có một tấm hình 16 năm, có một tấm hình 16 năm nó lên lớn tí đi. Giờ kiếm cổ đi, thử coi cái cảm nhận ngày đầu tiên của mình hôm nay có đúng hay không nè. Là quần đỏ chị. Đầm đỏ, lý do tại sao chọn cô đó? Thì em có một cái linh cảm nó như vậy. Hai tấm hình đều có cổ đó. Tấm hình ở giữa chị. Người này hả? Rồi, cứ để xem. Lựa được ảnh không em? Em chưa thua chị ơi, em không biết được lựa, anh có hướng dẫn cho em không? Em đưa hình mà toàn thời bảo đại, không mà làm sao người ta kiếm ra được. Cho cổ cái gợi ý coi nè. To nhất, cao nhất. To nhất, cao nhất. To nhất, cao nhất chắc là anh này chị. Để thử lát hỏi có phải không, chứ giờ chị cũng không biết nữa. Hình hai mấy năm trước sao chị đoán ra được. Rồi chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra nha. Để xem coi là cái phán đoán đầu tiên của hai bạn ngày hôm nay có phù hợp, có đúng hay không nha. Nhìn đi à các bạn. Rồi, sao? Nhìn nhận của mình trúng hay sai? Trong đây không có ai tốt đinh anh ơi. Em không biết ai luôn. Em hỏi ảnh luôn đi chứ chị cũng không biết ảnh là ai luôn trong đó luôn á. Sương gió phủ đời trai rồi cho nên là tóc nó bị mòn hết rồi. Trời đất ơi, nhận ra chưa em? Em thua luôn. Bên tay trái hình thứ hai. Vậy anh này ha, em không thấy rõ mặt mũi luôn á chị. Tại vì cái hình hôm trước thì bị mất rồi. Hình của em váy đỏ đúng không em? Trời đất ơi, mở hình ra rồi mà còn dòm, còn đoán trật nữa hả? Em màu vàng anh. Màu vàng hả? Bây giờ là bị phạt hả? Phạt gì đây? Phạt gì đây, tùy thôi chứ không biết sao. Chăm sóc con quá ha, khổ cực quá ha. Sức khỏe còn đủ không? Đủ chứ chị. Lấy vợ nữa nổi không? Nổi chứ chị. Hít đất 5 cái coi chơi nè. 1, ây da, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, bonus lên nữa ha. Rồi, đi ập mặt xuống đó luôn đi. Mà được rồi, khỏe rồi, thể hiện dữ. Hôm nay hai bạn đến đây với ai? Em đến đây với mẹ của em. Đến với mẹ. Em đến đây với ai? Đến với con gái. Đến với con gái. Một chút xíu nữa chị sẽ ra ngoài ha, rồi chị mời hai gia đình vào xem coi ý kiến của họ như thế nào. Nhưng trước tiên chị vẫn muốn dành cho hai bạn một cái không gian riêng tư để chúng ta có thể trò chuyện với nhau ít câu cái đã nha. Yeah. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là Roti Kariga. Đây là món ăn theo phong cách Ấn Độ đó các bạn. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nhé. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại và sẽ mang người thân của các bạn đến để cùng tham gia vào buổi trò chuyện ngày hôm nay. Ok, rồi mời. Rồi, cảm ơn chị.
Mời em đi. À, công việc của anh bận biểu lắm không ạ? Công việc thì 7 giờ sáng làm. Dạ. Đến xong việc mới được về. Tại vì làm bộ phận kho cho nên là nhập xong hàng mới được về. Dạ. Anh có ngại là từ Biên Hòa lên Bình Phước xa xôi không? Cái chính là cái chân thành. Cái chân thành nó sẽ rút ngắn khoảng cách. Dạ. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy là người ta khó có thể hiểu về nhau. Cái chính là mình phải hướng về một đường để mình đi thôi. Chứ còn nếu mà cứ ngại này ngại kia thì chắc là hơi khó. Dạ. Vậy từ Đồng Nai mà lên tới Bình Phước 80 cây số là mình đi khoảng mấy tiếng à? Anh đi xe máy đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Chứ mà chắc mà đi thì đi xe đò. Và nếu sau này mà mình đến với nhau á thì anh có nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Anh lập nghiệp Biên Hòa. Nếu mà em có suy nghĩ gì về lập nghiệp Biên Hòa không? Tại vì công việc của em là giáo viên á, em làm trên nhà nước rồi. Công việc của em cố định ở Bình Phước rồi. Còn ở Bình Phước là có mẹ em rồi có em ở đó nữa. Cho nên xuống Biên Hòa thì thấy hơi bị khó khăn. Trên Minh Hưng của em á là đang phát triển có nhiều khu công nghiệp lắm. Dạ. Cho nên là chỗ đó là tập trung dân cư đông đúc lắm. Em thấy cũng nhiều người cũng lập nghiệp ở đó. Thì trước hết là cứ xác nhận cái đã. Xác nhận rồi tìm hiểu cái đã. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp, cảm thấy mà mình cảm thấy mà đạt đến độ chín mùi của tình yêu rồi thì mình tính tiếp. Dạ. Công việc của anh chắc nhiều áp lực lắm anh. Chứ mà nói chung là ngồi trên xe cả ngày cũng mệt. Dạ. Mệt rồi về còn chăm con nữa. Dạ. Con anh thì có dịch vụ đưa đón với là tắm rửa cơm nước rồi, anh về lúc nào anh đón lúc đó. Dạ. Về thường thường là anh cho con ăn thêm, hai cha con chở nhau đi ăn thêm. Dạ. Rồi con ăn với anh sống riêng hay là sống chung với ai? Không, hai cha con thôi. Dạ. Tại anh thì là chưa có nhà, chưa đất cho mình chưa có làm nhà được. Dạ. Vậy hiện tại giờ hai cha con anh đang sống ở đâu? Ở nhà trọ. Dạ. Tại vì nếu bây giờ mình xin nhà thì không có ai đưa đón con hết, mà con còn nhỏ quá. Anh ăn thử món này anh. Em thấy ngon không? Nãy giờ em mới ăn nước sốt thấy ngon quá. Ừ. Em dậy đó mấy năm rồi? Dạ, em ra trường được 11 năm rồi. Rồi em dậy ở trường cũng 11 năm rồi. Công việc của em thì cũng nhàn nhã lắm. Cũng đi dậy một buổi, dậy một buổi. Nhưng mà buổi ở nhà thì phải lo làm hồ sơ, cũng chủ động. Sao rồi? Chị cũng có nắm qua sơ qua tình hình của anh. Sơ qua tình hình hai bên. Cảm thấy hợp nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy là 80-90%. Thế là được thì bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được? Thì một năm tìm hiểu. Một năm tìm hiểu. Em có ngại khi phải di chuyển dời cái chỗ ở của mình không? Để lập nghiệp ở một nơi khác không? Công việc của em đã cố định làm nhân viên của nhà nước rồi. Mà ba mẹ em thì chỉ có hai đứa con thôi. Có em với đứa em trai thôi. Hiện tại giờ là em trai làm ở thành phố. Thì có mình em ở bên cạnh ba mẹ em. Ba mẹ cũng già rồi. Cho nên là em có mong muốn là chỉ ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc ba mẹ. Nên em ngại đi. Hơi ngại. Dạ đúng rồi. Thế còn anh thì sao? Nếu như với cái sự e ngại của bạn gái thì anh nghĩ như thế nào? Cái này cũng không vấn đề gì. Tại em thì chưa có xây nhà. Bây giờ về kia thì em bán đất thì em về kia cũng được. À, có nghĩa mình cũng sẵn sàng đến nơi cái nơi của vợ mình ở để lập nghiệp. Đúng không? Em nghĩ sao nếu mà trong gia đình rồi có con mình, con riêng của hai rồi con của chung nhau thì em thấy cái điều đó có khó khăn gì không? Không, không vấn đề gì. Tại vì em rất là quý trẻ con mà trẻ con rất quý em. Còn em có tự tin khi là mình sẽ làm mẹ của con anh ấy rồi sẽ hiện có con chung của mình nữa không? Em nghĩ là vấn đề tự tin này anh sẽ giúp em tự tin hơn. Khi mà anh yêu thương em thì em sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự là đảm đang với hai con. Rồi. Trước khi mà hồi nãy Tường ra ngoài thì cũng có tâm sự với người nhà của hai bạn ha. Bây giờ thì họ cũng đang rất là nôn nóng để chờ xem là hôm nay cái quyết định của hai bạn như thế nào. Hôm nay con đi theo ba để làm gì không biết không? Không, bây giờ con thấy ba ngồi trong đâu? Thấy. Con nhìn thấy cái cô kia không? Thấy. Thấy cô sao? Được. Được. Còn cô nha. Thấy hai đứa mình thấy cũng được. Thấy cũng xứng. Xứng ha. Tại vì hai đứa đều đổ vỡ hết thì nó dễ thông cảm cho nhau để mà nó sống đến hết cuộc đời. Cũng hy vọng như vậy. Hy vọng. Mọi chuyện còn phía trước mình cũng chưa nói được gì mà cũng hy vọng như vậy. Đúng rồi.
con chào bà. Chào bà chứ con. Xin chào bà. À, bà chào con. Em Mai. À, bây giờ hai bà cháu ngồi đây nha. Cô từ bên trong để tâm sự với cái tiền từ chút xíu là cô một con vô nha. Quan điểm của anh trước khi tiến tới một bước nữa thì mình nghĩ là mình có nên sống thử với nhau để tìm hiểu nhau về về những cái nó sâu hơn không? Cái sống tử cũng không bằng cái sự chân thành, cái sự bộc phát của mình. Đừng có suy nghĩ gì nhiều quá hay là đắn đo gì nhiều quá thì nó sẽ thành. Ví dụ như mình nhìn con của em, nhìn con của anh, em thả lỏng cái tư duy ra, em làm như một bản năng thì nó sẽ thành. Anh cũng như vậy. Đến đây ngày hôm nay thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em có cảm nhận gì về người đối diện với em? Dạ, em cảm thấy là sau khi mà mình lỡ một chuyến đò đi ra ngoài anh gãy gánh thì giữa hai người có mối đồng cảm với nhau. Hai người rút kinh nghiệm được là những cái gì mà quá khứ mình làm chưa tốt và mình phấn đấu để tương lai và hiện tại của mình càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại trong lòng em đang cảm thấy như thế nào? Mình có chút rung động, xao xuyến nào chưa? Em cảm thấy anh rất là hiền lành. Anh không phải một người đàn ông nào cũng có thể lo cho con được. Anh rất là thương con. Và chắc chắn rằng anh sẽ rất là thương vợ. Còn anh, cảm xúc của anh hiện tại như thế nào? Thấy bạn gái rất là hiền. Thích hiền hay là không thích hiền? Thích hiền. Thích hiền thì trong hai người có một người hiền thì người kia sẽ làm chủ. Bản thân mình hiện tại mình có thấy rung động gì không? Thấy rung động. Mặc dù tim nó chai rồi chúng ta vẫn thấy rung động. Mặc dù tim chai rồi hả? Chai lắm rồi hả? Chai sẵn. Để nói một lời nữa với cô gái ấy, anh sẽ nói gì? Bờ vai anh không khỏe được trù câu nhưng mà anh có thể nâng đỡ được hai mẹ con em suốt đời. Dạ, em cảm ơn á. Em hãy tự tin dựa vào vai anh. Không, thấy bờ vai này vững chãi đó chứ, nãy hít đất ngon lành bonus thêm nữa. Thôi thì như vậy, cái quyền quyết định là của hai bạn nha. Đến với đây chương trình thì Tường cũng đã tạo một cái cầu nối cho hai bạn tìm hiểu nhau. Nhưng cái quyền quyết định là mình, và hãy suy nghĩ thật chín chắn. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu sau 3 tiếng đếm mình cảm thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm thì mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta cảm thấy không phù hợp, chúng ta không bấm. Cơ hội là của các bạn, nắm bắt hay không là quyền của mình nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Tường rất là vui, hôm nay là hai bạn đã nắm bắt cái cơ hội này. Thì bây giờ Tường sẽ mời người nhà của mình ra nha. Con ơi, vô đây với cô con. Con đứng bên đây nè. Dạ, con mời cô. Cô cảm ơn con nha. Dạ, nãy giờ cô đứng bên ngoài thì cô lắng nghe câu chuyện của hai bạn, cô có những cái cảm xúc như thế nào? Cô thấy là cặp đôi này thấy cũng xứng đôi. Hai đứa đều đã gãy đổ một lần rồi. Thì cô mong muốn hai đứa hẹn hò với nhau, cho nhau cơ hội để sống đến thăng lâm đầu bạc. Lời nghĩ là anh cũng nên có những điều gì muốn nói với cô trong lúc này. Hôm nay chương trình có tạo điều kiện cho hai bạn cũng như hai gia đình gặp nhau. Thì trước hết là cảm ơn chương trình đã tạo cho hai mảnh ghép có cơ hội để làm lại. Thì con cũng xin cảm ơn cô, cảm ơn gia đình đã mở cánh cửa đón nhận cha con. Con hy vọng rằng là cuộc tìm hiểu này sẽ thành công tốt đẹp. Cô thì mong hai đứa đến được với nhau. Thì dạ. Mong hai đứa cũng là rể thảo dâu hiền dạ. Của hai gia đình. Vâng. Dạ. Sống đến bạc đầu. Dạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta phải đứng về một bên đi nha. Qua đây đi cho rộng em. Hai mẹ con qua đây. Hai cô cháu qua đây. Thì mẹ con đúng rồi, biết đâu. Sao được, mình phải hy vọng vào tương lai chứ. Rồi, cả gia đình mình đứng vào đây nha. Với sự chứng kiến của mẹ nè, hãy tặng nhau, trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Con xin phép bác cho con thể hiện tình cảm với em. Vỗ tay đi con gái, cười lên vui không con? Con vui không? Rồi cố gắng lên nha. Hôm nay Tường cũng rất là vui và đã được kết nối được cho hai mảnh ghép như thế này. Hy vọng là hai bạn sẽ cố gắng tìm hiểu nhau ha. Anh hãy cố gắng tạo cái niềm tin cho cô ấy và sớm một ngày nào đó sẽ về chung một nhà nha. Em cảm ơn chị. Con ơi, giờ con có muốn nói gì với cô này không? Cô này, rồi con nói đi. Con ơi, cô chịu lên mẹ con không cô? Trời ơi, con dễ thương quá à. Trời ơi. Em bé dễ thương gì chắc chắn là cô sẽ lấp đẹo con ha. Thương quá à.
kêu cô bằng mẹ đi, rồi biết đâu là cô sẽ mẹ của con luôn á. Con kêu mẹ thử coi. Mẹ. Thương con cái nha. Thương quá à. Rất là dễ thương quý vị à. À, con nít nó rất là... nghĩ sao thì sẽ nói vậy thôi nha. Tường cảm thấy rất là vui, rất là xúc động khi mà con nói cô ơi, con có thể làm mẹ của con hay không. Cô hy vọng rằng là chương trình đã tìm được cho con một người mẹ rất là tuyệt vời nha. Yeah. Đừng bao giờ làm tổn thương trẻ con nha hai bạn nha. Còn chúng ta hãy cố gắng dành những cái gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thân yêu của mình. Chúc cho các bạn sẽ sớm trở thành một gia đình nha. Con chúc cô được nhiều sức khỏe nha cô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và ngày hôm nay Tường rất vui ạ. Rất vui vì đã mai mối được thành công cho một cái cặp đôi đã gãy đổ với nhau như thế này. Và hy vọng rằng họ sẽ sớm về chung một nhà và sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. À bây giờ thì Tường xin gửi tặng gia đình đây là những chiếc vé xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta sẽ đến đó xem phim và tìm hiểu với nhau, tâm sự với nhau nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Bây giờ thì Tường phải nói là chào tạm biệt thôi. Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị. Hai cô gái thật là xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow. Dễ thương cực kỳ luôn. Ở dưới thì chúng tôi đã thấy có quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái, cùng quý vị khán giả hôm nay ai cũng rất là xinh tươi và hào hứng, giống như là ông mai bà mối vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Dương Chiến, năm nay 29 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em có một giọng nói khá là trầm ấm, thỏa thẻ bên tai người con gái thì tuyệt vời. Trời ơi. Còn điểm yếu chắc do tính chất công việc của em thường xuyên đi xa nhà. Thì sau đợt dịch vừa rồi thì ngành du lịch nó có nhiều biến động, cho nên thì em phải học thêm 3 khóa MC, đó là MC tiệc cưới, MC sự kiện và MC song ngữ. Vừa đi học cũng vừa đi làm luôn đúng không? Dạ. Hay là học xong rồi? Dạ em học xong rồi, hiện tại em làm song song hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Những thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Có sở thích đam mê gì không? Dạ em có một cái sở thích nữa, đó là sáng tác thơ. Và may mắn thì em đã giành được 3 giải tác giả trẻ. Trời, ghê vậy? Ghê hả? Wow, rồi. Một chút xíu nữa khi có bạn gái thì chị sẽ mời em đọc một bài thơ nào đó do em sáng tác nha. Ngoài sáng tác thơ thì em có khả năng nữa, đó là em lồng tiếng phim, giả giọng. Giả giọng. Bây giờ em giả giọng ai, em làm một cái chị coi coi giờ em giả giọng ai nè. Bây làm giờ luôn. Em giả 3 giọng nha. Rồi. Quý An Lạc. Ai cho nàng vào đây? Lý Ngọc, Lý Ngọc. Tình cổ nô tài Lý Ngọc dám tùy tiện cho nàng vào đây. Còn nữa, nàng ăn mặc kiểu gì chẳng ra thể thống gì. Quan hoàng thượng tha mạng, nô tài biết lỗi, xin hoàng thượng khai ơn. Người An à, cả đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Nếu có kiếp sau, đổi lại nàng bảo vệ ta được không? Nàng bảo vệ ta được không? Dễ thương. Được. Cười nhìn chị thôi chứ nhìn bạn này là tôi nghi ngờ lắm á. Được vậy đâu. Đó là một số những cái thông tin của bạn Dương Chiến ha. Sinh năm 94. Quê ở đâu cưng? Dạ quê em ở Kiên Giang. Kiên Giang. Lên thành phố được bao lâu rồi? Em lên thành phố thì 3-4 năm. Vì rồi 4 năm. Tại vì em rồi ông lên mấy năm mà ông cũng không nhớ nữa. Em lên 3 năm. Rồi sau đó thì nghe đợt dịch thì em phải trở về quê. Rồi mời cô gái ghế xanh bên kia. Dạ ghế xanh. Em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị quê quán em ở đâu? Dạ quê em ở thành phố luôn ạ. À vậy dạ. Hả? Công em việc đang... hiện tại? Dạ công việc của em là nhân viên tài chính ạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm yếu của em là em hơi ngại giao tiếp. Còn điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, quan sát,
Với biết nấu ăn nữa. Những món ăn thử trường của em. Dạ món gà. Dạ món gà. Gà luộc hả? Gà nào em cũng biết làm á. Em thấy bạn Chiến bên đó lòng tiếng hay không? Dạ hay ạ. Hay hả? Dạ. Nhưng rảnh rỗi em làm gì nè? Dạ thường thì em sẽ đi du lịch. Bên kia người ta cũng hướng nhiên du lịch đó. Dạ. Đi đảo đồ hả? Đi Đà Lạt, Vũng Tàu đồ. Với lại em thích nghe nhạc với xem nhạc. Phim luôn. Nghe nhạc xem phim luôn. Dạ. Mời em trai ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Hướng cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Hưng, Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng. Em sinh ra lớn lên ở Phú Thọ. Dạ, nó lớn lên 24 bên, tuổi. Bên kia mới nghe được. 24 là sinh năm bao nhiêu? Năm 1998 ạ. 1998. Công việc hiện tại của em đang làm điều phối vận tải. Cụ thể là làm gì nè? Là em ngồi ở văn phòng hay là điều em văn phải... phòng điều công. Em sẽ chở hàng của công ty á hả? Dạ, và làm việc với khách hàng. À. Bên nhà cung cấp. Ở quận mấy? Em ở Thủ Đức ạ. Vậy là vào đây được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 2 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hưng? Điểm mạnh của em là kiên trì trong công việc. Điểm yếu của em thì là ít nói, trầm tính. Có vậy thôi. Có vậy thôi? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi thì em nghe nhạc xem phim. Thể loại phim mà em thích xem? Phim tình cảm. Em muốn qua xem vui với chị cũng thích. nó ít nói mà nó cười không à. Nãy bên đây nói cũng cười, bên đây nói cũng cười. Thằng bé dễ thương, tươi lên. Nói chuyện lớn lên nha, hôm nay có bạn gái nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn gái ghế đỏ bên kia. Rồi, ghế đỏ, em. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Bích Huyền. Em 22 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là lễ tân khách sạn ạ. Em ở đây thì ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Ở quận 7 hả? Dạ, ở với ai? Dạ, em ở với mẹ với em trai của em. Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nói tiếng Nam xấu quá vậy? Đâu, tôi coi em cô gái Huế cùng quê với tôi à, coi. Chị thương. Giờ khoe chị Tường nè, điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em giao tiếp tốt. Điểm yếu của em là em hơi thiếu tự tin về bản thân. Chỗ giao tiếp tốt mà thiếu tự tin. Rồi thiếu tự tin sao giao tiếp tốt? Em dễ thích nghi với môi trường mới á. Với lại em dễ nói chuyện với người lạ. Ủa, dễ kì. Vậy sao thiếu tự tin? Em không biết nữa. Còn điểm yếu, điểm mạnh gì nữa không nè? Em không có biết nấu ăn. Vậy chứ nhà ai nấu cho em ăn? Mẹ em nấu. Mẹ em nấu em ăn. Dạ. Thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì, có sở thích gì không? Em thích đi du lịch với lại em đi xem phim. Thế loại phim mà em thích xem là gì? Em thích xem phim hành động với phim ma. Cái giấc em coi phim ma là giấc mấy giờ? Em coi ở ngoài rạp á anh. Chứ em không có dám coi mình. Đó là thông tin cơ bản, từ từ mình sẽ đào sâu hơn ha chị Tường. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái tình duyên đi. Quay lại với chàng trai ở ngồi ở ghế xanh nè. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình sâu đậm thì em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời sinh viên. Thì em quen bạn đó, bạn học ngành giáo dục tiểu học. Còn em là lúc đó là em học ngành Việt Nam học, văn hóa du lịch. Tụi em đã trải qua cũng 3 năm sau khi mà tốt nghiệp ra trường. Thì do tính chất công việc của hai người khác nhau, bạn phải trở về quê để làm việc tại địa phương. Còn em thì em là em đi lông bông. Còn cái mối tình thứ hai, lúc đó là em là hướng dẫn viên du lịch ở Đồng Tháp. Các bạn kia thì là khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Em dẫn tour đi Đà Lạt. Nhưng mà em dẫn tour của cổ luôn. Dạ đúng rồi. Thì trong một cái đoàn tour thì rất là nhiều khách. Và em là hướng dẫn viên, em phải quan tâm hết tất cả mọi người. Đúng. Chứ không phải quan tâm một riêng một mình bạn. Buổi tối ở Đà Lạt, mọi người đi tự do. Đó, thì em mới có thời gian rảnh tự do phải không? Đó, lúc đó là em cũng rảnh, em tự do và em đi lội qua ga Hồ Xuân Hương. Bạn đó bạn cũng lội đi một mình. Mà em là hướng dẫn viên du lịch thì mình lúc nào cũng chỉnh chu mọi thứ. Ví dụ em chuẩn bị áo khoác, dù mọi thứ cái thấy bằng lạnh, cái em biết là khách của đoàn mình. Em đưa, vô tình bạn nhận thấy cái điều đó, bạn nghĩ là mình có tình cảm với bạn. Chứ thật ra là em không có. Đó là em không có tình cảm. Em chỉ là lịch sự là chu đáo đúng cho rồi. Cái nghề nghiệp của mình thôi. Cái đó là giống như là em thảo mai để em được khách hương đó. Khách hương đó. Rồi sau đó thì cái bắt đầu bạn cũng điện đến công ty, bạn đặt riêng một mình em rồi nó để đi tour đi Nam Du, bạn đặt riêng, đặt riêng một mình em luôn. Rồi sao nữa? Nam Du thì mọi người biết rồi đó, nó thì đẹp nhưng mà nó vắng vẻ và hoang sơ nhiều lắm. Buổi tối thì bắt đầu rồi là lúc đó đi tour 2 người. Dạ đúng rồi, 2 người. Dạ đúng rồi, 2 người. Nhưng mà ở phòng riêng. Dạ ở phòng riêng. Đương nhiên rồi. Buổi tối thì bắt đầu dẫn đi ăn đi uống rồi. Tour mấy ngày? Dạ tour đi Nam Du 2 ngày. Dạ, lúc đó là em mới vừa đạt giải thơ, giải tác giả trẻ thể loại thơ. Tối đọc thơ cho nghe. Rồi em đọc cho nghe bài thơ. Bạn cũng hỏi là em thích người yêu như thế nào. Em cũng nói là em thích cái gu mà nhỏ nhỏ con xíu. Bạn đó thì cũng khá là mập, cũng không phải là gu của em. Trời thì, ơi em thường đi tour biển mà. Trên bờ biển mà cõng người yêu đi thì nó cũng khá là ok. Nên nhỏ nhỏ chút xíu thì dễ cõng. Trả lời người ta vậy luôn á. Dạ.
Rồi xong rồi. Mà em lúc đó em có biết là người ta thích em không? Dạ không. Sau cái chuyến tour đó là khoảng 3 tháng em nhận thêm show, dẫn chương trình nữa. Như quê vậy đó. Em nhìn xuống theo sát thấy quen quen. Là 3 tháng sau? Dạ 3 tháng sau bạn bắt xe xuống dưới Đồng Tháp. Bạn ngồi với hàng ghế khán giả. Wow. Dạ em thấy ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Wow. Bạn giảm 20 mấy kg. Trời ơi. Trời ơi trời. Có một tình yêu vĩ đại và mãnh liệt. Vậy phải yêu thôi. Rồi lúc đó bắt đầu em cũng thấy người ta cũng thì bắt đầu mới ra ngoài đi cà phê nói chuyện với nhau, rồi từ từ cũng nảy sinh tình cảm. Quen cũng một thời gian là 2 năm mấy, cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra nhưng mà lãng mạn thì nhiều hơn. Đến khi mà chúng em dừng lại rồi á thì vẫn lãng mạn nữa. Em dừng lại thì bạn ấy nói là mình bắt đầu từ chuyến tour Đà Lạt thì thôi bây giờ nếu mà có lỡ chia tay rồi thì bây giờ mình cùng đi đến cái nơi bắt đầu để mình kết thúc. Và hai đứa em đã được trở lại đi Đà Lạt, rồi sau đó là Mạnh Anh ấy về. Rồi sau đó là Mạnh Anh ấy về. Ủa? Dạ chia tay. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hay hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Nhưng mà em thấy như thế này là mỗi lần mà em đặt chỉ tiêu ra tới khi mà em quen người không có nằm trong chỉ tiêu luôn. Tình cảm là thứ rất là khó nói. Hy vọng ngày hôm nay sẽ chọn được một người nha. Tính tình của người bạn gái em thích sao? Em thích không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo là gì? Em có thể là em giúp cái mối quan hệ đó hoàn hảo hơn, hoặc là em gọi là có thế. Còn nếu như mà một người hoàn hảo quá thì mình không có gì để làm. Mọi thứ nó chỉnh chu, nó cứ đều, nó không có thăng và nó không có trầm. Em muốn cái điểm gì không hoàn hảo nhất ở người phụ nữ? Có thể nấu ăn. Tại vì em là một hướng dẫn viên du lịch, em có thể ăn được khẩu vị ba miền và em cũng biết nấu ăn. Cho nên bạn nữ không cần có phải nấu ăn. Không cần biết nấu ăn. Có thể được. Là để những lúc giận nhau hoặc là những lúc mà muốn thể hiện tình cảm, có thể là em chỉ bạn ấy nấu ăn và hai đứa cùng nấu ăn. Còn một bạn mà mọi thứ đã chỉnh chu hoàn chỉnh quá thì có khi mà em động tay vào các bạn ấy không hài lòng nữa. Trời, cô bé này không hoàn hảo chút nào cả. Ở đây cũng vậy luôn. Trời ơi. Nào cô bé không hoàn hảo. Minh Anh. Dạ. Em hãy tâm sự về chuyện tình cảm của mình đi. Dạ, em có 2 mối tình. Một mối tình là hồi em học cấp 3. Còn một mối tình là cách đây 1 năm. Tại vì những mối tình này hồi lâu giờ ai cũng kể là quen nhau rồi biết nhau rồi xong rồi tốt nghiệp, xong rồi ra trường mỗi người rẽ nhánh, chấm dứt. Dạ. Trời ơi, hình như là ai cũng vậy á ta. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm. Lúc đó là em đi làm ở một quán cà phê. Xong rồi em với lại cái anh đó gặp nhau. Rồi hai người quen nhau. Quen được 3 năm rồi tên chia tay. Tại vì hai người không cùng suy nghĩ nữa anh. Không cùng suy nghĩ là sao? Cảm thấy không có giống nhau về suy nghĩ tất cả mọi thứ luôn á. Thì em quyết định là dừng lại. Chia tay anh ấy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, chia tay cách nay 1 năm rồi. Bây giờ mẫu người mà em muốn chinh phục là người đàn ông như thế nào nè? Cao 1m7. Cao 1m7. Dạ, phải cao hơn em xíu, tại em 1m62 rồi. Tương tất với lại thơm. Tương tất với lại thơm. Oh no. Thơm. Bộ đã từng gặp người không thơm hay sao vậy? Dạ. Vậy là vậy hả? Đã từng gặp người không thơm luôn hả? Dạ cũng có. Vậy là em biết là mối tình thứ hai là cái khi mà em phát hiện ra đối tượng không có thơm thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Em bị đục mót đó chị. Em kiểu em thích những người thơm, tại có ấn tượng những người như vậy hơn. Bên đó à? Ổn không à? Ổn anh ơi, ổn. Ổn đúng không? Dạ. Mình vẫn tự tin để mà tập tạ và nâng tạ đúng không nào? Dạ. Em cân nặng bao nhiêu ký nè? Dạ em 58 ký. 58 ký nha. Hơi nặng ha. 58 ký bằng chị Tường luôn rồi đó. Bằng. Cao bao nhiêu à? Dạ 1m62. 1m62, 58 ký. Cũng ổn, hợp lệ. Ok. Nói chung là phụ nữ phải tròn trịa, có da có thịt giống như chị Tường vậy đó mới được. Cái tướng vậy mới mắng đẻ em ơi, lấy về vậy ốm yếu quá làm sao mà có sức khỏe đẻ con nuôi con, đúng không quý vị? Trời ơi. Tới càng trai ghế đỏ làm gì toát mồ hôi dữ cưng. Lau mồ hôi trán nè, lau mồ hôi trán nè. Đó, đẹp trai, cười tươi lên nè. Đó. Thơm không? Thơm. Thơm không? Thơm, chắc chắn là thơm. Chắc chắn là chắc thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm, được. Vì mẹ em cũng tên Thơm. À dạ, vì mẹ em cũng tên Thơm. Trải qua mấy mối tình rồi? Trường em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì vào năm học cấp 3 cũng được 2 năm. Mối tình thứ hai là vào năm đi học sinh viên cũng được hơn 2 năm một chút. Giai đoạn đó là mắc một chút vấn đề. Vấn đề về gì? Về em đầu tư vào
Hợp tác làm ăn. Vâng ạ, nhưng mà bị thua lỗ. Em làm ăn rồi thua lỗ rồi ảnh hưởng đến tình yêu hay là vâng. Em với bạn đó cùng làm ăn với không, nhau? Em làm ăn riêng nhưng mà do mình bị cầm một stress, áp lực thì mình lơ đãng đi, có một chút nuối tiếc. Có một chút nuối tiếc. Có tiếc không? Có tiếc. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Đến nay là được 3-4 năm rồi. Người đó chủ động chia tay hay là em? Em chủ động chia tay. Sao chị em lơ đễnh mà rồi em chủ động chia tay thì em tiếc. Giai đoạn đó em bị kiểu bị stress, áp lực, bị trầm cảm. Em bị tủi thân em và em thấy là không lo lắng được cho người phụ nữ để em chia tay. Cũng có thể là một suy nghĩ là vậy ạ. Và khi em chia tay thì phản ứng cổ như thế nào? Người ta níu kéo và cứ đợi em 1-2 năm. Có hết stress rồi quay lại tìm. Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Trời, đợi 2 năm thôi quay lại tìm lấy chồng rồi. Dạ. Nên giờ nuối tiếc. Dạ. Bây giờ em thấy em lớn chưa? Rồi em lớn rồi. Lớn hả? Chứ chị cũng thấy em nhỏ lắm á. À, em nhỏ với tuổi nhưng mà trưởng thành so với lại hơn với tuổi. Lớn rồi phải không? Dạ. Bây giờ là yêu là cho 21 không có đủ thừa là tại vì còn dạ, chưa đủ lớn hay chưa đủ trưởng thành nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Cũng có tính trưởng thành, ngoại hình dễ nhìn một chút đó. Biết quan tâm em. Thế là đủ rồi, còn đâu là em lo được. Biết quan tâm em, còn nhiêu em lo được. Cao thấp mập ốm có tiêu chí gì giống như anh chàng ghế xanh không? Dễ nhìn thôi, cũng dễ nhìn thôi ạ. Múp múp một tí cũng có sao đâu. Múp múp một tí có sao đâu đúng không? Múp càng đáng yêu. Bây giờ mời cô gái ghế đỏ. Chuyện tình yêu em thế nào? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời con nít đi học cấp 2 anh. Cấp 2 hả? Dạ. Mối tình thứ hai của em là chia tay cách đây 1 năm. Tâm sự anh nghe coi. Dạ, cái mối tình mới đây của em là một cái mối tình rất là sâu đậm với em. 1 năm trời. Dạ không, em quen bạn đó tới 2 năm rưỡi. Sao nè? Dạ, em quen bạn đó mà em bị tụt cân đến còn có 37 kg mà em. Tụt cân đến còn có 37 kg mà em. Ủa mà sao vậy? Tự nhiên làm gì mà tụt cân xuống dữ vậy? Bạn đó cắm sừng em. Nhưng tại sao em biết em bị cắm sừng? Em nói gặp chung được... là cái đó là linh cảm của một người con gái khi mà mình có bạn trai. Nhưng mà em có gặp trực tiếp không? Qua tin nhắn điện thoại. Chứ em chưa gặp cái đối tượng đó, chưa gặp cái người thứ ba đó. Dạ chưa. Phát hiện ra tin nhắn điện thoại thì em có nói cho anh đó biết không? Dạ có. Rồi bạn đó phản ứng như thế nào? Thì bạn đó nói với em là bạn đó chỉ bị say nắng người ta thôi. Rồi sao nữa? Em có tha thứ không? Dạ có. Em đã quyết định tha thứ cho bạn đó 1 lần. Và em quen tiếp. Và em bị tiếp. Là vẫn một người đó hay là người khác? Dạ người đó luôn. Vẫn người đó luôn. Dạ. Rồi lần này em có tha thứ nữa không? Em vẫn tha thứ. Em rộng lượng bao dung quá. Rồi sao nữa? Tiếp tục thêm 1 lần nữa. Và người đó luôn. Dạ cũng là một bạn đó thôi ạ. Sau đó thì tụi em cũng quay lại. Lần thứ 3 vẫn tha thứ. Dạ nhưng mà khi tha thứ xong rồi em tự cảm thấy bản thân mình không còn tin tưởng nữa. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Nên là em mới như vậy. Xong thì cái mùa dịch bắt đầu giãn cách thì em đã chia tay. Có khoảng thời gian để mà khi mà em có thể tập cân bằng lại trong cái mùa dịch. Em tự nhìn lại bản thân của mình với những gì mình đã phải chịu đựng cái thời gian đó. Và bây giờ em đã lấy lại số cân nặng của em chưa hay là? Em hiện tại 47 kg. Thì hiện tại mọi người, bạn bè em nói nhìn em tròn với tươi hơn hồi xưa nhiều lắm. Ngựa quen đường cũ, những cái gì nó đã như vậy rồi nó khó lắm. Rồi có tới nữa em có tha cho 10 lần cũng y thì vậy. Thì vậy à. Đúng mấy người mà người ta thật sự yêu thương mình chẳng bao giờ làm mình bị tổn thương bất cứ một lần nào. Bỏ qua nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em tìm một bạn tử tế, đàng hoàng, biết chăm sóc em. Em từng quen một người mà người đó không chăm sóc được cho em. Em muốn chăm sóc như thế nào? Em thấy nhỏ nhặt giống như đợi nó bảo hiểm cho em, đưa rước em đi làm hay là những cái nó rất là nhỏ thôi cũng được. Nói chung là có cái sự quan tâm. Dạ, có một cái sự quan tâm đến em. Và ngày hôm nay em tới chương trình này với ai? Dạ, em tới với bạn thân của em. Bạn thân của em. Gì? Là cái xanh cái đỏ, hai người là bạn thân của nhau. Dạ. Bữa nay không lẽ có những trận thương tàn ở tại đây sao? Rồi bây giờ thí dụ nè. Bây giờ thí dụ nè, rồi rủi như bây giờ hai đứa em cùng thích một chàng trai bên này thì làm thế nào? Tình bạn có chắc bình lâu. Hả? Dạ, cái đó thì... Em không biết. Nhưng mà lát trước khi bấm nút là không có được trao đổi nha. Chứ không có vụ trao đổi nhau. Ê thôi mày xanh tao đỏ, mày đỏ tao xanh là không có được. Tình yêu là không có nhường nha. Không, bây giờ là... Mình hai... bây giờ hai đứa bắt tay nhau, thề nhau trước chương trình đi nè. Là dù gì đi nữa tình bạn vẫn bình lâu nè. Ổn không? Dạ ổn. Rồi làm đi. Hai đứa là bạn thân nhau quá. Dạ. Em với bạn Minh Anh là bạn thân 13 năm rồi. Trời đất ơi, tụi em làm sao làm. Đừng có để sức mẻ cái tình bạn 13 năm của người ta nữa chứ.
Trời ơi. Ủa nếu vậy là ở với người thân ở dưới có biết tụi em trời không? Trời ơi trời. Dạ, em biết chứ. Biết hết hai bên luôn. Biết hai tụi em luôn ạ. Là bốn đứa tụi em chơi chung với nhau luôn. Ủa từ nhà gái trước ha. Nhà gái đi. Ok ok. Đó. Bây giờ hỏi hai em nè, rồi mời em gái. Em tên gì? Dạ em tên là Huỳnh Anh. Em cũng là bạn của bé Huyền luôn. À. Mặc dù là hai trên người trên này đều là bạn của em, mà tụi em chơi thân với nhau đương nhiên em phải biết. Chơi thân không có nghĩa là cái gu thích trai giống nhau. Đúng không? Mỗi người một gu. Thì bây giờ em nói coi là hai chàng trai trên này, anh nào hợp với bạn nào? Chơi với chung các bạn thì em cũng biết được tính của các bạn là như thế nào. Nhưng mà sau những gì các bạn nam chia sẻ thì em chỉ chọn được có một bạn thôi. Chọn được một bạn. Bạn nào? Chọn bạn nào? Em chọn bạn ngồi ghế xanh. Chọn cho bạn nào bên kia? Dạ em chọn cho cả hai bạn. Trời ơi. Cái này sức mẻ đó trời. Trời ơi. Cái này sức mẻ đó. Bạn này có thể là vừa chăm sóc được cho bé Huyền, vừa có thể là trưởng thành hơn và có thể là một cái người đi trước để mà bảo vệ, chăm sóc cho bé Huyền. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy bạn cũng hợp với bạn Minh Anh, tại bạn Minh Anh hiền. Em có muốn chơi chung nhóm đó không vậy? Hay là em nói câu này để hay lạ nhóm luôn. Đây. Bác xoay qua các bạn kêu cho chị coi. Em chào chị Cát Tường với anh Đạt. Em là Đạt Thành, em bạn của hai bạn đó luôn. Cũng bạn hai bạn này luôn. Dạ. Rồi, em nói một câu công tâm thôi nè, ý em sao? Dạ, em thấy thì hai anh bên đây thì nếu lúc mà chia sẻ thấy em hai anh cũng được. Nhưng mà nếu mà em thì em sẽ chọn cái anh ngồi ghế xanh cho bạn Minh Anh. Minh Anh ghế xanh với ghế xanh. Ghế xanh với ghế xanh. Dạ, ghế đỏ với cho bạn Huyền. Cái anh ghế xanh bên đây thì ảnh chủ động. Tại vì Minh Anh hơi hiền với hơi gục ghẹ chị. Còn cái anh áo đỏ thì ảnh ít nói nhiều hơn. Còn bạn Huyền ở ngoài bạn hoạt bát nhiều. Chia đều. Nghe chia vậy đều. Nghe nó còn ổn áp chia đều, chứ. Chia đều. Rồi cảm ơn hai em nhiều nha. Bây giờ mình qua tới bên họ nhà trai đi. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Tuấn Anh. Em là người nhà của bạn nam màu trắng. Bạn ngồi ghế đỏ. À ghế đỏ. Rồi. Theo em thì em thấy hai bạn nữ bên này đều rất là ok ạ. Cảm ơn. Đều hiền lành và dễ thương. Để mà chọn thì em sẽ chọn bạn ghế đỏ cho bạn em Hưng. Còn bạn ghế xanh thì thế cho bạn nghĩ sao? Thôi em người nhà của em đỏ, em chọn cái đỏ thôi. Em có phải người nhà của xanh đâu mà em chọn cho người ta luôn. Trời em cảm nhận là như thế và em cũng thấy ở bên họ nhà gái nói cũng đúng hợp lý. Cảm ơn em. Nhà trai cũng hùng hậu quá ha. Hào hứng và háo hức quá rồi. Háo hức quá, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hành động liền. Hành động. Trời ơi. Chết rồi. Dạ thưa quý vị khán giả, em xin chia sẻ với quý vị như thế này. Là trước khi đến đây thì em có mua sách. Nhưng mà trong quá trình chạy xe đến đây thì cái bọc ni lông nó còn. Nhưng mà hai cuốn sách không còn nữa. Xin lỗi hai bạn mình đó. Vậy giờ mình đọc thơ đi được rồi phải không Đạt? Giờ mình không có thì sách thì mình đọc nội dung trong thơ. Sách chứ giờ sao? Dạ, như vậy thì em gửi đến hai em cũng như quý khán giả, hai anh chị một bài thơ em sáng tác mang tên là Màu Hoa Tím. Vỗ tay quý vị ơi. Còn chi hoa tím em ơi, anh giờ có vợ, thôi em đừng buồn. Lặng nhìn hoa tím lệ tuôn, tiếc chi một mảnh tình sầu như anh. Chớ vì anh mà lòng hiêm chạnh, kẻ phụ tình xin hãy thứ tha. Cành hoa tím để anh xin trả, gửi lại em tấm chân tình này. Ngày hôn lễ em hãy đến, lần cuối cùng trước lúc chia xa. Tím chi tím cả lời chào, tím lòng tím dạ tím trao tay người. Tím lòng tím dạ tím trao tay người. Em sáng tác lâu rồi cho nên thì cũng không nhớ rõ lắm. Bài thơ này em sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật của người bạn của em. Chứ không phải em nha quý vị. Chứ không phải em nha quý vị. Cảm xúc của em khi nghe thơ của ảnh như thế nào? Mời em gái ghế xanh. Dạ em thấy hay. Dạ. Nghe buồn. Thí dụ như mà bạn trai của em mà đi lấy vợ đó thì đám cưới của ảnh em có tới không? Dạ chắc em không tới đâu. Dạ chắc em không tới đâu. Nghĩ sao đi lấy vợ còn rủ người ta tới làm gì nữa? Làm như chia tay nhau phải lên Đà Lạt để tới nơi bắt đầu. Còn phải bào tiền mừng của người ta nữa hả? Gái ghế đỏ em cảm nhận như thế sao nào về thơ của anh Chiến? Tại em không thích nghe thơ nên là em thấy bình thường. Em thấy bình thường.
Đó, tôi thấy đầu tình bạn bắt đầu gắn kết rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy nói cho nhau biết cảm nhận của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra, toát mồ hôi dữ vậy, nói trước đi cưng. Cảm nhận là bị sét đánh, Sét đánh hả? Sét nào đánh em vậy? Sét đánh. Sét trong trường quay đánh. Sét trong trường quay. Sao xuyến rung động gì chưa? Có hơi run run. Hơi run run. Có xác định được đối tượng chưa hay là còn mơ hồ? Có đối tượng. Có đối tượng luôn rồi. Dạ. Thế còn em? Còn em thì em khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới, và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Người mà mang cái nét người yêu cũ thì em cũng có một chút xao xuyến, nhưng mà em sợ lại quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Em sẽ không nói là bạn nào cho em cảm xúc mới và cả bạn nào là cảm xúc như người yêu cũ đã mang lại. Nhưng mà thật sự khi nãy nghe hai câu chuyện của hai bạn chia sẻ, em rất là mừng. Tại vì em đến đây em rất là sợ khi mà bên kia mở ra một cánh cửa nào đó mà một cái bạn nào đó chưa trải đời, chưa có mối quan hệ nào hết, thì em sợ em là người đến để dạy cho bạn học cách yêu, rồi để rồi bạn học đủ rồi bạn rời đi. Các bạn nghĩ sao khi mà có rất là nhiều bạn nam đến với chương trình và chỉ mong chương trình làm mai cho mình một cái người phụ nữ còn trong trắng? Trả lời cơ bé. Đối với em thì cái suy nghĩ đó thì nó là tầm thường. Tầm thường? Vâng. Tại sao? Bản chất của người trai luôn muốn chinh phục, người cứ đòi chinh phục hết người nọ người kia thì lấy đâu ra người nữa mà chinh phục. Còn như em thì đến với nhau là tình cảm, cảm xúc, chứ không phải là những cái thứ tầm thường như vậy. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn hai chàng trai của thế hệ mới. Rồi hai em gái đi. Em gái. Cảm xúc của tụi em như thế cảm nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xao xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Trời ơi, nhỏ này nó cứng cựa ghê ta. Còn em? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Anh ghế xanh em cảm thấy anh là một người sâu sắc. Anh ghế đỏ thì em thấy anh điềm tĩnh, có vẻ trưởng thành. Em thích đàn ông nói nhiều hay là hành động? Hành động. Dạ em thích hành động hơn là nói. Có cái sự trưởng thành trong suy nghĩ. Còn em? Dạ em cũng giống bạn đó. Nói chung thì con gái ai mình cũng thích đàn ông người ta thể hiện nhiều hơn là nói. Nếu mà đàn ông ít nói quá thì nó sẽ rất là khô khan. Ví dụ giờ hai đứa hẹn nhau đi chơi mà nhìn nhau hoài, mình phụ nữ mình không thể chủ động, rồi đàn ông cũng không nói luôn, thì làm sao ra câu chuyện? Cho em chia sẻ với hai bạn là không phải là đàn ông nói nhiều hay là nói ít. Quan trọng đàn ông nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, đó là em. Wow. Không, thật sự là nhiều người nói tôi không nói tôi sẽ làm thôi, nhưng mà nếu mà không nói thì nó sẽ không có cơ hội để làm. Đối với chị nghĩ là những cái gì cần nói thì cũng phải nói phải đi đôi với làm. Nếu mà im lặng không thì nó sẽ rất căng thẳng. Có những lúc cần phải nói, chỉ một câu nói thôi nó có thể giải quyết mọi vấn đề, mà mình im lặng sẽ làm cho không khí nó rất là căng thẳng, và đôi lúc cái sự im lặng nó cũng sẽ làm cho tình cảm nó rạn nứt. Đó là kinh nghiệm của chị. Nhưng mà nếu đàn ông nói nhiều quá, nói trên trời dưới đất ba hoa chích chòe, nói mà chẳng biết mình nói cái gì, chẳng biết mình làm cái gì, thì đàn ông đó đối với chị cũng vực. Người đàn ông đó không nói nhưng mà phải lắng nghe mình nói và phải có phụ họa theo. Vậy hả em? Ồ anh biết rồi này kia. Chứ còn nếu mà cứ đơ cái mặt mà không có một cảm xúc gì hết, mình cũng tuột mút để nói. Đây, bây giờ mình ít nói. Này ít nói nè. Mình hát đi. Ừ. Bên kia người ta làm thơ rồi. Giờ mình hát đi nè. Không có đổ mồ hôi nữa nè. Xin hỏi hai em thích cái bài gì? Thích chương trình ca nhạc theo yêu cầu luôn đó. Dạ anh cứ hát bài tủ của anh được rồi. Em anh nè. À, thế giới và anh. Thế giới và anh. Thế giới và em, anh chọn anh. Anh chọn em. Thế giới và em. Anh chọn em. À, thế giới và em, anh chọn em. Giới thiệu đi em. Wow. 2, 3. Kính thưa quý vị, có những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, có những điều đã qua tưởng chừng như lắng động, và có những điều vốn dĩ bình thường, những lần gặp mặt, những lần gặp gỡ, rồi những lần ánh mắt chạm nhau. Kính thưa quý vị, tất cả những hỉ nộ ái ố sau đây sẽ được thể hiện qua bài hát Thế giới và em, anh chọn em. Wow. Trời ơi. Hỏi nhân gian điều quý giá nào mình sẽ mang theo giây phút cuối đời, chỉ có tấm lòng chân thành, tình yêu son sắc ta mang theo. Người đời kia vẫn thường đánh đôi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, có đánh luôn là kẻ ngốc nghếch. Em có muốn biết trong lòng của anh thế nào? Dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Anh cần em kề bên, rồi ta cùng nhau già đi. Với anh chỉ cần thế thôi. Với anh chỉ cần thế thôi. Wow. Chị không biết hay hay dở mà chị thấy cô ghế đỏ cô cười được là thấy vui đó. Cái là giải chính giải trí cao rồi đó. Mấy bạn bắt đầu trao đổi nhau đi. Giờ rồi mình chủ động nè em. Dạ. Chững chạc nhất nè, mình chủ động mình hỏi hai cô đó đi. Anh hỏi em áo đen nha. Hồi nãy anh thấy em kể về cái mối tình của người yêu cũ, cái giọng nó hơi buồn, cái cảm giác là mình vẫn còn thương người cũ. Anh sợ nếu như mà anh chọn em, anh không phải là người em muốn bắt đầu mối quan hệ mới, mà anh sợ mình là cái vị trí thay thế cho cái người mới tạm thời. Khi mà nhớ lại em thấy hơi buồn thôi, nhưng mà còn tình cảm thì em đã hết rồi. Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Dạ rồi. Em muốn quen theo kiểu một người yêu để tìm hiểu, hay là em muốn quen và đi xa hơn ở cái mức gọi là người yêu? Em muốn là quen rồi lâu dài đi xa hơn chứ. Cho anh xin phép hỏi, em ngồi ghế đỏ, em có đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng nào hay không? Em thì không có gu hay là tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn bạn đó có duyên. Nếu mà không có gu, không có tiêu chuẩn, em có phải là quá dễ dãi chứ? Em có phải là quá dễ dãi chứ? Quá dễ dãi hay không thì phải tiếp xúc mới biết được. Rồi, em mạnh mẽ lên nè. Cơ hội của em đó. Chứ bây giờ đây mới quen đâu có làm gì được đâu, làm giờ mình chỉ có nói thôi. Rồi anh mới hỏi hai em, chung hai em đi. Có người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi ấy, thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Anh muốn tiến tới một mối quan hệ sâu hơn, qua cả tự yêu, một mối quan hệ gia đình. Hai em có nghĩ đến cái điều đó không? Em gái cái đỏ trả lời trước đi. Một khi em đã đến đây thì em cũng nghiêm túc và muốn tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Có thể mình tìm hiểu nhau vài năm thì em mới muốn kết hôn. Em thì em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. Rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Bây giờ là cơ hội cuối cùng. Thời gian thì đã hết rồi, không thể nào mà ngồi nói hoài được. Bây giờ hai chàng trai, chị Tường sẽ cho các bạn, nãy giờ là mình mới trò chuyện thôi, đây là lúc mình có thể có một chút va chạm để xem. Tại vì giữa nam và nữ nó sẽ có một cái luồng điện, nó trái chiều, nó sẽ hít nhau hay là nó sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ mời các bạn nam qua và xin phép lần lượt nắm tay từng bạn một để mình đo cái độ cảm xúc dành cho nhau. Rồi ưu tiên em luôn, mời em. Cho anh xin phép nắm tay. Dạ. Tay em hơi lạnh. Dạ em hơi run. Em run hả? Dạ. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em. Cảm xúc của em. Anh xin phép em. Biết tại sao anh nắm tay em anh không nói gì không? Sao vậy anh? Em có một nét giống người yêu cũ. Và anh muốn nhìn vào mắt em. Thật sự em thì em nhỏ tuổi hơn bạn bên kia. Nhưng mà những suy nghĩ của em anh thấy nó cũng đã là một người từng trải, chín chắn. Và mình từng tổn thương, mình từng vấp ngã. Mình cùng mạnh mẽ em nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dính thính nhiều quá. Phủi tay đi, giờ đừng dính thính cũ nhiều quá. Gì vậy? Nắm tay nó nói vài lời chứ. À phải nói à? Ừ. Phải nói. À, xưa này nắm tay em tí nữa. Nắm tay nói đi. Nhìn thẳng nhau có 30 giây không? Nhìn ngang nhìn ngửa hoài vậy. Sao anh nắm tay em mà anh nhìn bạn em hoài vậy? Anh nhìn bạn em hoài vậy? Đúng không phải đâu. Không có vấn đề không vậy? Bắt em chuẩn. Chuẩn thì phải nhìn chuẩn. Tại em bị tâm lý gì vậy? Tâm lý nhìn thẳng mà. Anh lại nhìn thẳng em nữa rồi. Trời ơi. Chị vô cái gì? Đừng nhìn ta. Em thích một con người như nào? Dạ, ít nói. Thế là hợp anh hả? Dạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. À, xong rồi. Rồi. Có cần qua đây nắm không ạ? À? Dạ, có ạ. Tôi chỉ có mất gì đâu, không nắm ạ. À. Ờ, thì đó, tùy em nói. Anh cảm thấy em như thế nào?
anh cảm thấy em khá là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh hỏi lại là vì sao cứ chỉ tên ngoài rồi mà anh nhận nhìn em? Em nói nhìn anh đâu? Có, nhìn anh nhìn em, nhưng mà tay em hơi lạnh. Là em hơi đúng. Run cũng thế, em lạnh vẻ trung tình không? Dạ. Anh ấy bảo lạnh hay là trung tình? Dạ chắc vậy. Thế em thấy anh lạnh không? Tay nắm. Tay nắm, thì anh con trai nó phải ngược lại. Dạ. Cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn anh. Được quá. Họ có nắm tay không, trả lời sao? Có mất gì đâu không nắm hả? Trời ơi trời. Không đi cô gái mà kêu nắm tay không? Nói dạ. Anh là dạ vâng à, em phải nắm bắt cơ hội chứ. Chứ ai mà lại trả lời có mất gì đâu mà không nắm. Chán ghê luôn á. Mốt đi cô gái dắt tôi theo tôi chỉ cho nha trời. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ trò chuyện với nhau ha, thoải mái ha. Âm nhạc nghệ thuật gì cũng có rồi và bây giờ là lúc lắng động. Mỗi người đến với đây đều có hai cơ hội như nhau. Và đây là lúc mình sẽ làm thật đúng với những gì trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xa xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. 4. Là con người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm này. Em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. 3. Hai, một. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em, cảm xúc của em. Và bấm ạ. Hết thời gian, hết thời gian. Và kết quả đã có. Chị hỏi em trước, tại sao em không bấm? Như em chia sẻ lúc nãy thì bạn ghế xanh là một quá khứ. Em không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì bạn cho em cảm giác mới. Và em muốn một mối quan hệ bắt đầu bằng một khởi điểm mới. Nhưng mà lúc hồi nãy em đọc thơ, bạn nói bạn không thấy bình thường. Thấy bình thường. Rồi xong rồi cái hỏi có cảm xúc không? Bạn nói em không có cảm xúc. Rồi xong em mới qua em mới nắm tay bạn. Em hỏi là do em run, em nói lộn hay sao. Bạn khẳng định là cảm xúc thật. Rồi một người không cảm xúc với mình thì em... Em là một người rất là nhạy cảm nên em có thể hiểu được những điều đó đúng không? Rồi chị đồng ý. Sao em không bấm nút ai hết vậy? Dạ tại vì em cảm thấy chưa có rung động nha. Vậy hả? Sao thấy lúc trò chuyện thấy cũng ổn ổn lắm mà. Chị thấy cũng được mà. Em nghĩ là nên làm bạn tốt hơn. Thế còn em? Dạ em cũng chưa có rung động với ai hết. Mà quan trọng là con bé này nhận xét đúng. Là cái bạn này nắm tay bạn này mà nhìn bé này không à? Bởi vậy cuối cùng bấm bé bên này thấy vậy. Chưa? Nó hơi trời ơi khổ tâm. Lần sau mà đã như vậy đó, mình đã thích bên đây là mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải quyết đoán hơn. Thậm chí có những người ở đây trong chương trình nè, ví dụ gì kêu qua nắm tay không nắm luôn, đi đúng tới người đó thôi, một người một thôi. Ngay từ đầu nếu em thích thì em phải bắn cái tĩnh điện đó ngay từ đầu để cho người ta biết. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha. Rồi mời bốn bạn tiến ra phía trước. Thôi mời đây nè. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia với chương trình.